Đêm 5 tháng 3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang truy tìm Lò Văn Sươm, hoặc Sươm, 23 tuổi, quê ở xã Nong Hẻo, huyện Sìn Hồ, nghi phạm gây ra vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong. Theo Công an tỉnh Lai Châu, khoảng 19 giờ 15 phút tối 5 tháng 3, tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên xảy ra vụ án giết người. Hậu quả khiến một người phụ nữ tử vong tại hiện trường. Quá trình điều tra ban đầu xác định Lò Văn Sươm là nghi phạm gây án. Sau khi gây án, Sươm bỏ trốn khỏi hiện trường với trang phục áo kẻ màu đen, quần bò màu đen, đi dép màu đen và cầm theo dao nhọn bỏ chạy về hướng xã Nậm Sỏ, nghi bỏ chạy sang huyện Sìn Hồ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu kêu gọi nghi phạm gây án sớm ra đầu thú. Đồng thời, đề nghị người dân chia sẻ lan tỏa để cộng đồng được biết, cung cấp thông tin cho cơ quan công an khi phát hiện người có đặc điểm giống như trên để kịp thời bắt giữ. Đến 23 giờ 50 phút, lực lượng Công an tỉnh Lai Châu vẫn đang tổ chức truy tìm nghi phạm.